Nhiều năm qua, huyện Châu Phú luôn quan tâm đầu tư phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn, nhờ đó từng bước tạo ra mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, tạo kết nối thuận tiện với các vùng lân cận, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Từ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị sự đồng lòng góp sức của nhân dân và hỗ trợ của doanh nghiệp, những năm gần đây việc đầu tư xây dựng phát triển hệ thống giao thông ở huyện Châu Phú phát triển rõ nét, từng bước tạo nên hệ thống cầu đường khang trang giúp lưu thông thuận tiện giữa các địa phương. Chỉ tính riêng năm 2022, huyện Châu Phú nâng cấp mở rộng 22 hạng mục công trình đường giao thông, tổng chiều dài gần 70 km, xây dựng 10 cây cầu, xây dựng 2 cống, tổng chiều dài trên 60 m. Kinh phí thực hiện các hạng mục trên 62,8 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 24 tỷ đồng. Để tạo sự đột phá về phát triển hệ thống giao thông, những năm qua, huyện Châu Phú tập trung đầu tư nâng cấp những tuyến đường trục chính, xương sống của huyện, kết nối các xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông thông suốt để tạo thuận tiện trong việc đi lại, giao thương hàng hóa cho các vùng lân cận. Năm 2023, ngoài các công trình được xác định mang tính đột phá, huyện Châu Phú tập trung phát triển các công trình thuộc hệ thống giao thông nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp quá cơ giới quá trong sản xuất nông nghiệp, Đồng thời phát động phong trào thi đua xây dựng và phát triển giao thông nông thôn, vận động toàn dân thực hiện tốt việc lán nhựa bê tông các tuyến đường và xây dựng cầu giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.